cận cảnh quân đội Nga dội bom FAB-1500 xuống vị trí của Ukraine ở Donetsk. Trận chiến Tây Adipka sắp kết thúc, phong tuyến Ukraine vỡ từng mảng. NATO lên tiếng về đề xuất Ukraine dương cờ trắng đàm phán với Nga. Thủ tướng Israel yêu cầu các nhà tù chuẩn bị cho làn sóng tù nhân người Palestine. Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào bầu cử tổng thống. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Lực lượng Nga mới đây đã sử dụng bom FAB-1500 tấn công và phá hủy hàng loạt các vị trí của lực lượng Ukraine ở thành phố Krasnogorovka thuộc vùng Donetsk. Trang tin Avia ngày 11 tháng 3 đã đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng Nga sử dụng bom FAB-1500 tấn công khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky hiện đang được quân đội Ukraine đang sử dụng. Cuộc tấn công gây ra một vụ nổ mạnh và tạo thành đám mây bụi bê tông trắng dày đặc. Nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky ở thành phố Krasnogorovka, vùng Donetsk, hiện được quân đội Ukraine sử dụng làm doanh trại, kho đạn và nơi tập kết xe bọc thép. FAB 1500 là bom thông thường từ thời Liên Xô, hiện được Nga hoán cải thành bom lượn nhờ bộ công cụ gồm cánh lượn có thể gấp gọn, hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh kết hợp chỉ thị laser có tên gọi UMPK. Bom lượn FAB 1500 được các máy bay chiến đấu phóng từ khoảng cách 60 đến 70 km, nằm ngoài tầm bắn của hầu hết lực lượng phòng không Ukraine. Không quá khó để hình dung sức hủy diệt của một quả bom nặng 1,5 tấn, đặc biệt khi quả bom lượn này có khả năng tấn công chính xác cao nếu hệ thống cánh lượn được gắn ở ngoài. Các binh sĩ Ukraine ở Donetsk cho hay, lực lượng Nga bắt đầu sử dụng bom lượn FAB-1500 để đánh vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Kênh Military đưa tin, tuyến phòng ngự lâm thời mà kỳ thiết lập ở Berdychi, Olokha, Donenke sau khi rút chạy khỏi Adyka đang tàn vỡ từng mảng tại mỗi ngôi làng này họ chỉ còn giữ được một số tòa nhà có tin quân đội nga đã kiểm soát toàn bộ làng to tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức vì đối phương đang dồn lực lượng dự bị lên phản kích ác liệt kênh rce cho biết trong tuần qua lực lượng kiev đã phản công ác liệt tại những khu định cư còn sót lại ở tây adipka họ sử dụng các đơn vị chưa được khôi phục hoàn toàn và ném vào đây nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn bước tiến của đối phương cho đến khi tuyến phòng thủ mới được chuẩn bị ở phía sau quân đội nga sau thời gian phát triển mạnh, đã tạm thời chuyển sang thế phòng ngự ở tuyến Berdychi, Oloka, Toninke để khôi phục chiến đấu và bổ sung nguồn cung cấp. Kỳ ép vào thời điểm này đã bất chấp tổn thất từ những vũ khí hiện đại do Mỹ viện trợ như xe tăng Abram và xe chiến đấu bộ binh Bradley để phản công. Có tin, chiếc xe tăng M1 Abram thứ tư đã bị phá hủy. Kênh Suri tại Nam Zeparizia, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công ở mặt trận Huliapol và đã giành quyền kiểm soát một loạt đồn điền ở phía đông nam Chevone. Mặt trận này đã được kích hoạt lại vào cuối tháng 2 và được cho là một hướng nghi binh để thu hút quân chủ lực đối phương kéo về chân giữ, chứ không phải thực sự tấn công về phía Huliapol. Khi bị kéo căng trên khắp mặt trận, sẽ có thể lực lượng Kiev sẽ lộ ra điểm yếu để Moscow khai thác. Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko trong một tuyên bố mới đây cho biết, một máy bay chỉ huy cảnh báo A-50U của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng sau cuộc tấn công bằng UAV của Kiev vào nhà máy tại Tancadok. Các blogger quân sự Nga cho hay, đòn tập kích bằng UAV của Ukraine đã đánh trúng một nhà máy đang sửa chữa máy bay cảnh báo sớm A-50U cùng một sân bay gần đó. Một phi công tiêm kích Nga cho hay, cuộc tấn công được tiến hành theo nhiều đợt. Front Television Insight, nhóm phân tích tin tình báo ở Ukraine cho biết, có một chiếc A50U đậu gần nhà máy trong ảnh vệ tinh chụp hôm 29 tháng 2 năm 2024, sau nó không xuất hiện trong các bức ảnh chụp ngày 8 và 9 tháng 3, cho thấy phi cơ có thể đang được sửa chữa bên trong nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Vì thế nhóm này kết luận chưa thể xác nhận chắc chắn rằng chiếc A50U đã bị phá hủy hoặc hư hại dựa trên các bằng chứng sẵn có. Anh bắt đầu chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 từ đầu năm 2023. Xong theo tờ The Sun, 5 trên 14 xe tăng Challenger 2 đã ngừng hoạt động và đang chờ phụ tùng thay thế. Một chỉ huy đại đội xe tăng Ukraine chia sẻ, mất một thời gian dài để nhận được phụ tùng, công tác hậu cần rất phức tạp. Theo người này, đây cũng là một trong những khó khăn chính liên quan đến hoạt động của các xe tăng Anh cung cấp. Cụ thể, một số bộ phận của Challenger 2 đã bị hỏng ngay từ đầu, trong khi những bộ phận khác cần được thay thế thường xuyên. Ngoài ra, một chiếc Challenger đã bị máy bay không người lái UAV Lancet của Nga phá hủy. Một chiếc khác đang được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để huấn luyện đội xe tăng ở sâu phía sau tiền tuyến. Bên cạnh đó, có thông tin hai xe tăng Challenger 2 khác đã bị hư hại trong chiến đấu nhưng đã được sửa chữa, mà trong đó một chiếc được thay nòng súng. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 11 tháng 3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông không đồng tình với đề xuất của giáo hoàng Francis về việc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Ông Stoltenberg tuyên bố, nếu chúng ta muốn một giải pháp hòa bình lâu dài được thương lượng đối với cuộc chiến ở Ukraine, cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng, những gì diễn ra xung quanh bàn đàm phán cần bó chặt chẽ với sức mạnh trên chiến trường. Khi được hỏi liệu bình luận của ông có nghĩa là bây giờ không phải là lúc để thảo luận về cờ trắng cho Ukraine hay không, Tổng thư ký NATO cho biết, đây không phải là lúc nói về việc người Ukraine đầu hàng. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine. Điều đó cũng sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cùng ngày 11 tháng 3, Bộ trưởng Ukraine đã triệu tập đại diện của Tòa Thánh Vatican tại nước này, ông Kubokas. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Kubokas được thông báo rằng phía Ukraine thất vọng với phan ngôn của giáo hoàng về việc Ukraine nên có dũng khí dương cờ trắng và sự cần thiết phải thể hiện lòng can đảm và tiến hành các cuộc đàm phán với Nga. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, đây được coi là lời kêu gọi Kiev đầu hàng. Báo Ukrainska Pravda ngày 11 tháng 3 dẫn trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán với kênh truyền hình M1 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nỗ lực trở lại Nhà Trắng, có kế hoạch khá chi tiết về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và kế hoạch của ông phù hợp với lợi ích của Hungary theo thủ tướng hungary ông trump có tầm nhìn rất rõ ràng khó có ai có thể không đồng ý và nguyên nhân khiến xung đột nga ukraine sẽ kết thúc là do ukraine không thể đứng trên đôi chân của mình còn ông trump sau khi trúng cử tổng thống mỹ sẽ không cung cấp một xu nào cho cuộc chiến đang diễn ra ở ukraine ông orbán nhấn mạnh nếu người mỹ và người châu âu không viện trợ tiền và cung cấp vũ khí thì chiến tranh ở ukraine sẽ kết thúc và nếu người mỹ không cung cấp tiền thì người châu âu sẽ không thể một mình tài trợ cho cuộc chiến này và như vậy chiến tranh sẽ kết thúc Chuyển sang các tin tức liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa lệnh cho các cơ quan chính phủ liên quan chuẩn bị điều kiện cho các nhà tù trước khả năng bùng nổ làn sóng hàng nghìn tù nhân Palestine mới. Theo văn phòng Thủ tướng, ông Netanyahu đã thông qua kế hoạch dài hạn và trung hạn của cơ quan quản lý trại giam Israel. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khoảng 4.000 nghi phạm đã bị bắt giữ, phần lớn trong số họ sống tại Gaza, lực lượng phòng vệ Israel và cơ quan an ninh nội địa của Israel, SIMBED, trong cuộc họp với đại diện từ Bộ Quốc phòng, Tài chính, An ninh Quốc gia, ước tính hàng nghìn người Palestine có thể bị bắt trong năm 2024. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng không gian trong các nhà tù nếu công tác chuẩn bị không được xem xét chú đáo. Tàu viện trợ chở 200 tấn lương thực cho giải Gaza hiện vẫn đang ở cảng ship, bất chấp nỗ lực nhằm giảm bớt nạn đói sắp xảy ra khi các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ. Ông Konstantinos Lebiotis, người phát ngôn của chính phủ Sip cho biết, thời gian chính xác tàu khởi hành sẽ không được công khai vì lý do an ninh. Sau đó có thông tin cho rằng do trở ngại kỹ thuật, con tàu có thể phải rời đến sáng ngày 11 tháng 3 mới khởi hành. Ông Letim cho biết, lô hàng đã được các quan chức ship kiểm tra theo quy định do Israel phê duyệt. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Cơ quan tình báo đối ngoại của Nga hôm 11 tháng 3 cáo buộc Mỹ cố can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào Washington thậm chí còn có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây rằng, bất kỳ nỗ lực nào của các thế lực nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sẽ bị coi là hành động gây hấn. Thông tin của cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga viết, theo thông tin cơ quan tình báo nhận được, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đặt ra nhiệm vụ cho các tổ chức phi chính phủ của Mỹ là giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu, Mỹ đã lập kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa, khiến việc kiểm phiếu bầu của một lượng lớn cử tri Nga không thể thực hiện. Cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga không đưa ra bằng chứng nào cho lời cáo buộc trên và Mỹ hiện chưa có bình luận gì. Hãng Reuters ngày 11 tháng 3 dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một nhóm tàu chiến của nước này đã tới Iran để tham gia cuộc tập trận với Iran và Trung Quốc ở Vịnh Oman và Biển Ả Rập cuộc tập trận chung mang tên Vành đai an ninh hàng hải 2024. Theo Bộ Quốc phòng Nga, dẫn đầu nhóm tàu chiến đấu nước này tham gia tập trận là tuần dương hạm tên lửa Varia thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Thông tấn xa IRNA của Iran cho biết, cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 3. Mục tiêu của cuộc tập trận bao gồm tăng cường an ninh thương mại hàng hải quốc tế, chống cấp biển và khủng bố hàng hải, tạo điều kiện trao đổi thông tin trong các hoạt động cứu hộ hàng hải, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về hoạt động và chiến thuật. Ngày 11 tháng 3, Thụy Sĩ huy động các máy bay trực thăng tìm kiếm một khách du lịch trượt tuyết còn mất tích tại núi Matterhorn sau khi xác nhận 5 người khác đã thiệt mạng. Đoàn khách trượt tuyết xuyên biên giới gồm 6 người từ 21 đến 58 tuổi, trong đó có 5 người là thành viên một gia đình đã mất tích quanh khu vực núi TT Blanche ngày 9 tháng 3 trên tuyến đường trượt zermatt Arola. Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân khiến 5 người thiệt mạng, nhưng miêu tả điều kiện thời tiết khắc nghiệt như lở đất, báo tuyết và nhiệt độ lạnh giá tại khu vực tìm kiếm các nạn nhân. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ người thứ 6 vẫn tiếp diễn. 11 trực thăng đã được huy động trong cuối tuần qua và một đội tìm kiếm đường bộ 5 người cũng đã đến khu vực gần núi Matterhorn, trà dài dọc biên giới Thụy Sĩ và Italy. Kể từ khi bắt đầu cuộc tranh cử đến nay, ông Trump vẫn thường chỉ trích các nước thành viên NATO, Tại sự kiện tranh cử ở bang Nam Carolina vào tháng trước, ông Trump nói sẽ không thực hiện điều khoản phòng thủ tập thể của khối này và sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn đối với thành viên nào không hoàn thành nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng. Cựu Tổng thống trước đây cũng cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến sự Ukraine, dù ông không nói chi tiết về cách thức thực hiện. Tại một sự kiện tranh cử ở New Hampshire vào năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố, ngay sau khi đắc cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine trong dịp khác, ông Trump cũng khẳng định rằng sẽ không mất quá một ngày để giải quyết chiến sự nếu được bầu. Bên cạnh các chính sách đối ngoại, ông Trump đã đưa nhập cư và an ninh biên giới trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Đồng thời thành công gây áp lực buộc Đảng Cộng Hòa từ chối thỏa thuận biên giới lớn vào tháng trước. Trong bài xã luận trên Des Register vào tháng 1, ông Trump tuyên bố sẽ sử dụng đạo luật ngoại kiều thù địch để loại bỏ những người được xác thực hoặc bị nghi là thành viên băng đảng, kẻ buôn ma túy hoặc thành viên băng đảng ma túy khỏi Mỹ. Trong video đăng trên mạng xã hội Chu vào cuối tháng 2 trước chuyến thăm biên giới gần đây, ông Trump cũng hứa thực hiện chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cựu tổng thống cũng coi việc chống các băng đảng ma túy là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 2. Trong thông báo tranh cử vào tháng 11 năm 2022, ông Trump nói sẽ đề nghị quốc hội thông qua luật để bảo đảm rằng tội phạm buôn lậu ma túy và buôn người có thể nhận án tử hình vì hành vi tàn ác. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ xóa sổ các băng đảng ma túy bằng cách phong tỏa trên biển đối với các băng đảng cắt đứt khả năng truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu của các băng đảng, đồng thời sử dụng lực lượng đặc nhiệm để truy lùng đầu não các băng đảng. Trong video tranh cử vào tháng 9 năm 2023, ông Trump đã công bố kế hoạch đóng cửa bộ giáo dục Mỹ để trả lại công tác giáo dục về cho các tiểu bang. Ông tuyên bố, "Chúng ta muốn họ đảm nhiệm công tác giáo dục của con cái chúng ta, bởi vì họ sẽ làm công việc đó tốt hơn nhiều." Đồng thời cũng hứa sẽ giao lại trách nhiệm cho phụ huynh và trao cho họ tiếng nói cuối cùng trong giáo dục. Trong video tranh cử vào tháng 1 năm 2023, cựu tổng thống nói sẽ ưu tiên tài trợ những trường học cho phép phụ huynh bầu hiệu trưởng, bãi bỏ cơ chế nhiệm kỳ đối với giáo viên hệ K12, dùng cơ chế lương hiệu quả công việc để thúc đẩy chất lượng giảng dạy và giảm số lượng vị trí quản lý trong trường học. Tháng 11 năm ngoái, ông Trump hứa sẽ thay thế đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, trong loạt bài đăng trên Truth Social. Ông Trump từng cố gắng làm điều này vào năm 2017 nhưng thất bại. Ông phát biểu vào tháng 3 năm ngoái Tôi sẽ hủy bỏ mọi chính sách của ông Biden thúc đẩy việc thiến bằng hóa chất và mổ xẻ bộ phận sinh dục đối với thanh thiếu niên của chúng ta, đồng thời yêu cầu quốc hội gửi cho tôi ký dự luật cấm mổ xẻ bộ phận sinh dục trẻ em ở tất cả 50 bang. Mổ xẻ bộ phận sinh dục là từ ngữ mà ông Trump dùng để đề cập tới các biện pháp khẳng định giới tính, giúp một người thay đổi hình dáng bên ngoài hoặc các đặc điểm sinh dục để phù hợp với bản dạng giới của họ, bao gồm trị liệu hormone và phẫu thuật chuyển giới. Ông Trump nói thêm rằng ông sẽ ra lệnh chỉ đạo quan chức liên bang cắt giảm các chương trình thúc đẩy chuyển đổi giới tính, cũng như yêu cầu quốc hội ngừng sử dụng ngân sách liên bang để trả cho phẫu thuật, khẳng định giới tính. Ngoài ra, ông Trump cũng hứa sẽ tận dụng Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra những người chỉ trích và các đồng minh cũ. Vào tháng 6 năm 2023, ông Trump tuyên bố, tôi sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt thực sự để điều tra ông Joe Biden và toàn bộ gia đình tội phạm Biden. Ông Trump cho biết trong một video tranh cử năm ngoái rằng ông sẽ khôi phục sắc lệnh hành pháp năm 2020 nhằm loại bỏ các quan chức bất hảo và đề xuất sửa hiến pháp để điều chỉnh giới hạn nhiệm kỳ đối với các thành viên quốc hội. Trong bài phát biểu vào tháng 9 năm 2023 tại Washington DC, ông Trump cũng thông báo sẽ chỉ định đội chuyên trách để ra soát bản án hình sự của những người mà ông cho là đã bị chính quyền Biden đối xử bất công. Động thái này có thể dẫn đến khả năng ân xá cho nhiều người bị kết án liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong nhiều video tranh cử, ông Trump nói rằng mình sẽ xây dựng những thành phố tự do để mở lại biên giới, khơi dậy trí tưởng tượng của người Mỹ và mang đến cho hàng trăm nghìn thanh niên và những người khác. Tất cả những gia đình lao động chăm chỉ, một cơ hội mới để trở thành chủ sở hữu nhà và trên thực tế là cả giấc mơ Mỹ. Theo kế hoạch của ông Trump, chính phủ liên bang sẽ xúc tiến xây dựng 10 thành phố mới trên diện tích đất chưa được khai thác của liên bang. Ông nói rằng thành phố này sẽ giúp ngành sản xuất Mỹ phục hồi, mang lại cơ hội kinh tế, các ngành công nghiệp mới và một cuộc sống hợp túi tiền. Ngoài ra, ông Trump cũng đã hứa sẽ bãi bỏ các quy định mới về tiêu chuẩn khí thải ô tô của cơ quan bảo vệ môi trường. Nếu có hiệu lực, các quy định này có thể yêu cầu 2 phần 3 số ô tô được bán ra ở Mỹ vào năm 2032 là xe điện. Cựu Tổng thống từng nói rằng các chính sách liên quan đến xe điện của ông Biden đã đánh dấu cái chết của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump cũng hứa giảm giá năng lượng bằng cách tăng sản lượng trong nước. Tại cuộc tuần hành ở bang Nam Carolina vào tháng 2, ông cam kết dỡ bỏ các giới hạn đối với xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ. Cũng tại sự kiện tuần hành ở bang Nam Carolina, ông Trump cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Trung Quốc và những quốc gia lạm dụng thương mại khác. Theo dự luật thương mại đối ứng Trump của cựu Tổng thống, ông nói rằng nếu các quốc gia khác áp đặt thuế quan đối với Mỹ, nước này sẽ lập tức đáp trả bằng mức thuế quan tương tự. Trong khuôn khổ chiến lược nhằm việc làm trở lại Mỹ, Ông Trump cũng hứa sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết nếu đắc cử, như thiết lập mức thuế cơ bản chung cho phần lớn hàng hóa nước ngoài. Đề xuất của ông còn bao gồm kế hoạch kéo dài 4 năm nhằm loại bỏ dần tất cả hàng hóa nhập khẩu thiết yếu từ Trung Quốc, cũng như ngăn chặn Trung Quốc đầu tư vào Mỹ và ngừng các khoản đầu tư của công ty Mỹ vào Trung Quốc. Ông Trump hồi tháng 2 từng cho biết sẽ xem xét áp thuế lên tới 60% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc nếu tái đắc cử. Trong đơn gửi lên tòa án Manhattan hôm 8 tháng 3, Luật sư của ông Trump, bà Alina Habba nói rằng, thân chủ mình đã được bảo lãnh đột phạt số tiền nhiều hơn mức 83,3 triệu đô la Mỹ phải bồi thường vì bao gồm lãi suất. Trong đơn, bà Habba đề nghị thẩm phán phê duyệt thỏa thuận bảo lãnh do công ty Federal Insurance Co. thuộc tập đoàn Bảo hiểm Trump đứng ra bảo đảm. Trước đó, ông Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu đô la Mỹ cho nhà văn Jean Caron sau khi một bồi thẩm đoàn dân sự ở Manhattan kết luận rằng Ông đã tấn công tình dục và phỉ báng đối phương vì chối bỏ hành vi. Cựu Tổng thống quyết định kháng cáo nhưng trước tiên phải nộp đủ tiền phạt hoặc được bên khác đứng ra bảo lãnh để đảm bảo thi hành án dân sự trong trường hợp thua kiện nhưng ông không chịu hoặc không đủ tài chính chi trả. Việc ông Trump được bảo lãnh cũng đồng nghĩa với việc bà Caron 80 tuổi chưa thể nhận tiền bồi thường trong quá trình kháng cáo, có thể kéo dài nhiều năm nữa. Hiện chưa rõ ông Trump đã thế chấp tài sản gì để được bảo lãnh đột phạt. Neil Pedersen, người sở hữu công ty bảo lãnh Pedersen Sons ở New York và không liên quan đến vụ việc nói với Reuters rằng ông Trump gần như chắc chắn đã sử dụng tài sản có tính thanh khoản cao làm tài sản thế chấp. Đây không phải là khó khăn pháp lý duy nhất của ông Trump. Cựu Tổng thống còn phải tìm cách có khoản bảo lãnh để kháng cáo án phạt 454,2 triệu đô la Mỹ trong vụ kiện của Tổng trưởng lý New York Letitia James. Trong vụ việc này, ông được kết luận đã thổi phồng giá trị bất động sản. Luật sư của ông Trump đề nghị được nộp bảo lãnh 100 triệu đô la Mỹ và khẳng định rằng không thể tìm được bên nào chịu đứng ra bảo lãnh đột phạt toàn bộ số tiền mà bà James muốn thu. Ông Trump cũng đang phải đối mặt với bốn cáo trạng hình sự, trong đó có cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu số tiền bịt miệng trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 3. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của báo điện tử VOV. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.